gấu trúc đỏ đã được tìm thấy trong khu vực dân cư ở Hòa Thịnh Đốn. Tình từ Hòa Thịnh Đốn, một con gấu trúc đỏ tên Hosty đã được tìm thấy cách vườn thú quốc gia Smithsonian khoảng 1 dặm sau khi đã biến mất một đêm. Con gấu trúc này được phát hiện trong khu phố Adams Morgan tại vùng thủ đô Hòa Thịnh Đốn. Trao đổi với các phóng viên báo chí, ông Eric Anda cho biết khi ông cùng với người bạn đang ăn trưa thì thấy một loạt các xe cảnh sát cùng những người cầm lưới trên tay xuất hiện rất đông. Ông không biết chuyện gì đang xảy ra. Khi được các viên chức cảnh sát cho biết có một con vật lớn đã đi vào phía sau nhà mình, ông Morgan đã đề nghị họ vào nhà kiểm tra xem có nhìn thấy con vật hay không. Trước đó, các nhân viên của sở thú đã được báo tin về vị trí của Rusty nhờ một tấm hình của một người dân địa phương post lên Twitter. Khi Rusty được đưa về trở lại sở thú, chú gấu đã được kiểm tra sức khỏe và cho uống nước với nước đá. Trả lời trong cuộc họp báo, tiến sĩ Brandon Smith cho biết tình hình sức khỏe của Rusty rất tốt. Tuy nhiên, con gấu trúc vẫn phải được giữ lại bệnh viện vài ngày để quan sát và theo dõi tình hình sức khỏe trước khi được trả về sở thú. Gấu trúc Rusty được đưa đến vườn thú quốc gia Smithsonian cách nay một vài tháng từ vườn thú Lincoln ở Nebraska. Giống như gấu trúc khổng lồ của Trung Cộng, gấu trúc đỏ chỉ có thể thụ thai một lần trong một khoảng thời gian ngắn mỗi năm. Gấu trúc đỏ sinh sống ở Trung Cộng, Miến Điện và Nepal. Gấu trúc đỏ được liệt vào loại dễ bị tổn thương và có nguy cơ bị tuyệt chủng do môi trường sống đang dần bị mất đi.